Xin kính chào tất cả quý vị khán giả, các bạn đã trở lại với kênh của Cali Sài Gòn và xin chúc cho tất cả quý vị được nhiều sức khỏe, gặt hái được nhiều thành công trong cuộc sống. Và hôm nay chúng ta sẽ chia sẻ về hai cô giáo, một cô giáo ở Thái Lan và một cô giáo ở Việt Nam. Đây thì cái clip video này thì Cali Sài Gòn chỉ nói về vấn đề cái thực tế của hai cô giáo này mà thôi. Nó chỉ mang cái tính chất là xây dựng, chứ không phải là mang tính chất mỉa mai. Và mình phải nói lên rõ sự thật như vậy để cho cái nhìn xã hội nó rộng rường dư luận, để cho chúng ta làm việc tốt hơn mà thôi, chứ không phải là muốn nói ra để soi mói. Thật ra nếu mà chúng ta có lỗi thì chúng ta cứ mạnh dạn xin lỗi, dũng cảm. Còn chúng ta đừng có lấp liếm, đừng có lươn lẹo. Ở nơi đây thì các bạn cũng biết rằng ở Việt Nam mấy ngày hôm nay thì có vấn đề mà một cô giáo xin tiền phụ huynh để mua cái laptop. Phải không các bạn ha? Đây là một câu chuyện nó nhức nhối. Rồi cô ấy lại dỗi hờn nữa. Rồi cô ấy rồi không dạy nữa, không lên lớp, không làm bài này kia nọ cho học sinh nữa. Cái chuyện này nó càng ngày nó càng làm giống như cô giáo khi mà làm chủ nhiệm của bất cứ một lớp nào thì phải có lợi ích gì cho cô giáo thì cô giáo mới có những cái bài vở cho các em. Như vậy thì các bạn thấy thế nào? Ngày xưa tôi đi học thì không có cái chuyện này xảy ra đâu. Không bao giờ có cái tình trạng cô giáo đòi quà, đòi vạt. Hay là các bạn biết không, chẳng hạn như người giàu đó lại sanh lễ nghĩa. Hồi đó chúng tôi đi học thì không có cái ngày lễ thầy cô, hoặc là không có nhắc, tại lúc đó chúng tôi cũng còn nhỏ và lúc đó cũng còn thiếu thốn lắm. Thực ra ít có ai nhắc tới cái ngày lễ của thầy cô, cũng có không có quà biếu thầy cô để cái nọ nữa. Nhưng mà bây giờ thì có lễ của thầy cô, rồi có quà biếu, rồi phải học thêm. Ngày xưa chúng tôi không học thêm, nhưng mà học sinh vẫn đạt được điểm yêu cầu và giỏi nữa là đằng khác, đúng không các bạn ha? Chứ không phải như bây giờ mà học thêm. Tôi thấy tôi đi về Việt Nam chơi, tôi thấy các em học thêm mà học bù đầu luôn đó. Không có cái tuổi thơ nữa. Tụi nó có chơi giống như tụi tôi ngày xưa đi học về rồi còn lân la ngoài hàng xóm chơi đùa với nhau nữa. Bây giờ các em như là học ngày học đêm nha, nhưng mà bằng cấp giả, bằng cấp tiến sĩ giả, cái gì cũng giả nhiều quá trời nhiều luôn. Cái này tôi chỉ nói một số thôi chứ không phải là tất cả nha quý vị nha. Bây giờ chúng ta quay lại câu chuyện là cô giáo ở Thái Lan và cô giáo ở Việt Nam. Đây là hình ảnh của hai cô giáo. Bên có cái màu xanh xanh là cô giáo Thái Lan đó các bạn. Cô giáo Thái Lan, nữ giáo viên trẻ được tìm thấy sau đám cháy vẫn ôm chặt các em vào lòng. Một chuyện đau lòng quá các bạn ha. Cái xe bớt cháy mà cái người lái xe tông cửa chạy ra chỉ là mạng sống của mình. Còn một bên là cô giáo Việt Nam vẫn dỗi hờn, không soạn bài vì không xin được tiền mua cái laptop. Và trên đây có một số người ta viết những câu hỏi như thế này: thật là khó hiểu tư duy của cô giáo xin phụ huynh mua laptop .. Không những vậy, nhà trường còn tổ chức động viên tinh thần cho cô là sao vậy ta? Rất là khó hiểu. Bây giờ trước khi đi vào ở bên trong thì chúng ta xin được phép đưa các bạn coi cái hình ảnh này nha. Đây là hình ảnh mà các em rất vui vẻ trước khi tai nạn ập tới cho các em và cô giáo. Phải nói thật là ai coi cũng đều cảm động. Mà chính bản thân tôi khi mà nói đến tôi vẫn còn nổi óc hết trơn. Sự ra đi của cô giáo mà ôm các em ở trong tay. Các bạn biết cái sức nóng mà chúng ta ngồi ở ngoài trong xe đi, ngoài trời trong xe. Bữa nay ở ngoài trời cũng khoảng cỡ 100 mấy độ, thì gần 40 độ C. Các bạn thử ngồi không có máy lạnh, không có máy điều hòa coi. 40 độ C các bạn ngồi thử vài ba phút coi. Nó nóng điên luôn. Chúng ta phải bứt tóc, chúng ta phải chỉ bằng là nói
khó chịu của người mà một cái sức nóng của xăng dầu mà cháy thì các bạn biết như thế nào. Trước khi mà qua đời thì cô giáo Thái Lan này cùng các em học sinh, 22 các em ha, phải chịu một cái cực hình đau đớn về thể xác tinh thần như thế nào. Đau đớn, rất là đau đớn luôn các bạn. Tôi không hiểu sao ngay cái freeway đó mà rất là có nhiều người chứ, mà tại sao không ai có biện pháp nào để cứu chữa chiếc xe ta. Ở gần gần xe đó có nhiều người thì bình luận đó là có nhiều người xe chạy qua chạy lại nhưng mà người ta vẫn chạy, thản nhiên người ta không chịu dừng lại để cứu hoặc là có một cái biện pháp nào đó. Tại vì nhiều chiếc xe nhỏ đi trong xe có cái bình cứu chữa, mấy chiếc xe khác có, mà ở nhà gần gần đó cũng có chứ các bạn ha. Và ở trên freeway lúc nào hay chỗ nào cũng nó cũng có những cái vòi nước bự hết trơn các bạn. Bây giờ ở Mỹ này nó có những cái vòi nước mà để cứu chữa khi mà cháy hay này kia nọ, nó có hết, rất là tốt. Coi lại cái hình ảnh này tôi thấy rất là xót xa cho cô giáo luôn á các bạn. Nhìn một cô giáo có lương tâm và các em hôm nay là hình ảnh của các em đang vui chơi trên chiếc xe bus đấy, không biết thảm họa sẽ ập tới. Xe là xe bus cháy đấy các bạn. Còn đây là cái hình ảnh mà làm cho người ta cảm động nhiều nhất. Khi mà chiếc xe nó bật cháy các bạn, và cháy các em đang lúng quýnh hoang mang không biết cái gì ở bên trong, không biết như thế nào, không biết làm sao, rồi ai cứu các em, rồi phải nghe lời ai, rồi chạy đi đường nào. Người đàn ông cứng rắn cách mấy, nhưng mà coi lại những hình ảnh này nó cũng làm cho chúng ta không khỏi bùi ngùi và xúc động các bạn ha. Tôi rất tâm đắc một bài viết của một bạn trên Facebook, đó là bạn Lộc Vườn Cây, với cái hình ảnh và bài viết với cái tựa đề là Ông Trời Có Mắt Không. Chiếc xe bus chở các em tham quan bị cháy ở Thái Lan ám ảnh tôi mấy ngày hôm nay. Nhưng do thần kinh yếu, tôi tránh để cùng lúc nhiều chuyện buồn ảnh hưởng tới cảm xúc của mình. Hôm qua, tôi mới dám viết. Đọc tin hôm đó, tôi tự hỏi, ông trời có mắt không? Người tài xế hèn nhát mở cửa bỏ chạy khỏi hiện trường. Những đứa trẻ thiên thần vô tội, cô giáo của các em được tìm thấy trong hình ảnh chết mà vẫn ôm chặt một em học sinh của mình, là người lớn có sức khỏe, có thể bỏ chạy thoát thân như vài em khác. Các bạn nhớ chiếc xe hình như là 30 mấy em mà 22 em bị mất, mấy em ở đằng ngồi trước có thể bỏ chạy thoát thân. Chính bản thân cô cũng vậy, cô là một người lớn trong đó, cô có thể chạy xuống liền, nhưng mà không, cô đã ở đó để dìu các em. Nhưng cuối cùng cô cũng đã ra đi cùng với các em. Quá xa thì kẻ xấu, kẻ tồi có thể gặp may mắn hơn những người tử tế, những người trong sạch nhưng yếu thế. Vậy ông trời không có mắt hay sao? Mỗi lần nhìn thấy nghịch cảnh, nhìn thấy kẻ có cơ hội, những người mà cơ hội, chủ nghĩa cơ hội đó các bạn, thực dụng hèn nhát, độc ác, giả dối vẫn được may mắn hơn, người ta vẫn thường kêu lên, ông trời ơi, ông không có mắt sao? Tôi không theo tôn giáo nào, nên tôi không rõ tôn giáo sẽ nói với các con chiên, tín đồ của họ thế nào để thuyết phục hơn. Con chiên và tín đồ
theo con đường thiện lương thay vì con đường ma mảnh, thực dụng và ích kỷ. Tôi thật sự không biết. Tôi chỉ biết thở dài, cầu nguyện mong cô giáo và các bé thơ bình an mãi mãi ở một nơi không còn đau đớn vì thể xác nữa. Ông trời thấy tôi nói đến đây mới hỏi tôi là: Lộc Phừng ơi, thế còn tay tài xế kia, những tháng ngày sống trên đời phía trước có sung sướng hay là không? Theo con, những kẻ vì lợi nhuận, đồng tiền mà sản xuất trang bị, giám định để cho chiếc xe không đủ thiết bị an toàn này có sung sướng không con? Ai rồi cũng phải trả cái một cái giá của mình không các bạn ha? Chiếc xe bus này thì họ sẽ điều tra, và một vài ngày tới đây thì chúng ta cũng sẽ biết được lý do nào chiếc xe bị cháy. Tóm tắt lại, chúng ta đều biết rằng chiếc xe bus này thiết bị không an toàn và không đủ những bình chữa lửa ở trên chiếc xe, hoặc là có một bình chữa lửa kế bên tài xế để ông ấy có thể dập tắt ngọn lửa khi ngọn lửa không thể nào dập tắt được nữa. Hình ảnh này nó làm ám ảnh rất là nhiều người. Và hình ảnh của cô giáo giống như là một thiên thần. Tôi rất cảm xúc và cảm động khi mà tôi xem hình ảnh này hoài. Tôi cũng không có nghĩ rằng chiếc xe bus lại phát hỏa mà cháy điên cuồng như vậy, và một cô giáo vì tất cả các học sinh của mình cùng chết với các em. Thật ra mọi người đều ám ảnh cái clip mà bọn trẻ hát trước khi gặp nạn, ám ảnh thêm chuyện mầm non ở làng Nù An Thới đến trường xin cặp con về, sách vở lớp 1 không bao giờ được dùng đến. Anh tặng các bé học chung con mình quà và câu nói: học thay con của chú nhé. Các bạn còn nhớ làng Nù không? Có những người cha, người mẹ, có những người con, đứa con bị chết trong cái cơn lũ vừa rồi. Và anh ấy đã để lại những sách, những thứ gì cần thiết cho học sinh và nói: các cháu học thay cho con chú nha. Tôi còn ám ảnh cái một người đàn ông khi mà người ta cho bánh mì ăn thì anh ấy cứ ăn thôi, không biết là bánh mì đang gói vào cái bọc ni lông. Anh ấy thất thần, mẹ chết, vợ chết, con chết. Những quà cáp, những số tiền người ta đưa, anh ấy không có nhận, anh ấy muốn gửi lại cho những người khác. Bởi vì anh ấy nói rằng bây giờ còn con ở đâu, còn vợ ở đâu, đâu có ai còn nhà nữa để chia sẻ những món quà đó. Nguyễn Thơm Thảo cứ nghĩ người và trẻ làng Nù, chuyện xe bus Thái Lan, mình chỉ khóc, huyết áp cao, lại cố nín khóc. Minh Tuyết: cảnh chiếc xe nằm đó khi đám cháy còn nhỏ, lửa chưa bùng lên, người tài xế thoát khỏi xe rồi từ từ đi lấy bình chữa cháy từ một chiếc xe khác, rồi ôm bình chữa cháy đi chậm chậm lại chiếc xe cháy, rồi bỏ trốn khỏi hiện trường vụ cháy luôn. Rồi xe cộ dòng người qua lại, nhưng họ vẫn chạy theo cái cuộc sống của họ. Họ có ngừng lại đâu. Chạy qua, chạy ngang, chạy lại, chạy theo sự vô cảm. Đúng là dừng lại không phải là nghĩa vụ, nhưng sao thấy lạnh nhạt quá lòng người phải không các bạn? Cảm ơn tất cả quý vị đã cùng với mình chia sẻ những chuyện xảy ra trên xe bus, chuyến xe định mệnh tại Thái Lan. Và cô giáo Việt Nam ơi, không phải là tất cả, mà tôi chỉ nói cái cô giáo đòi phụ huynh tặng laptop ơi. Hãy nghĩ cho các em trước khi nghĩ về mình nhiều hơn. Hãy hỏi mình đã làm gì được cho xã hội. Đừng nghĩ rằng các em và xã hội này phải làm gì cho mình. Cảm ơn tất cả quý vị và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong một video lần sau. Nếu thấy thông tin này hữu ích thì nhớ bấm like, chia sẻ và cho mình một lượt đăng ký kênh. Thành thật cảm ơn tất cả quý vị thật nhiều. Và một lần nữa, xin chia buồn cùng tất cả các em học sinh cũng như cô giáo người Thái Lan.
đã ra đi trên chiếc xe định mệnh. Mặc dầu họ không biết tiếng Việt của chúng ta, nhưng ở đâu đó, mong rằng ơn trên sẽ đưa họ đến một nơi không còn đau đớn nữa.